tower has been destroyed. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Trận đấu 3-0 và lối di chuyển mất kiểm soát. Trận đấu 3-0 là trận đấu không đội hình, không lợi thế và không có chủ. Trong trận đấu này, Veza đối đầu với vị tướng counter cứng, còn đáng sợ hơn khi đối đầu với các vị tướng counter khác đó là Joker. Trận đấu càng khó hơn khi cả team đều phế, không có tăng cơ, không một chút lợi thế, gần như là không thể win trong trận đấu này. Nhưng Veza lại làm một điều không tưởng trong trận đấu này, biến những điều không thể thành có thể. Và Veza đã làm gì thì cùng Andy theo dõi nhé. Thấy được hướng di chuyển của Icky về phía rừng của team mình, di chuyển sang theo hướng sai của Icky. Icky mất một sai lầm rất lớn trong pha di chuyển này, khi không có SP theo cover mà sang rừng nhà người khác như trốn không người. Một sai lầm nữa là không quan sát team Andy có ai đang đi rừng. Nếu là các tướng cơ động cao như AoE, Na thì việc đi như thế rất không thông minh, có vào mà không có ra. Trong trận này di chuyển rất là khó cho cả team, không ai cấm bạn sáng tạo ra những lối chơi mới, nhưng cầm Kreta DSP theo dạng yểm trợ thì ít nhất cũng phải làm được những việc cơ bản của một SP, là lấy sai trách bụi cho cả team, dễ dàng di chuyển, dễ dàng đảo ganh tránh team bị mai phục. Chứ DSP mà bám theo AD một cách máy móc như thế thì chỉ thiệt cho cả team. Nhưng điều đó không phải vấn đề khi Andy áp dụng lối di chuyển không thể kiểm soát. Khi không kiểm soát được sai trên bản đồ thì mọi người cần di chuyển một cách thông minh, có tư duy. Không có sai của địch thì phải di chuyển vào đường trong rừng. Đối với cái meta hiện tại, bản đồ thay đổi thì chúng ta cũng phải thích nghi với nó, tuy lúc đầu hơi khó nhưng chơi dần sẽ quen mét thôi. Có một số điều mọi người cần lưu ý khi đi gank để tránh bị thọt vàng thọt cấp. Với cập nhật lần này, bản đồ rộng hơn nhưng thời gian lính ra vẫn như vậy. Điều này có nghĩa là thời gian mọi người đi gank sẽ rút ngắn lại khi mọi người di chuyển gank lên rồng hoặc lên top, tầm vài chục giây sau đó lính đã lên đến trụ lên mid rồi. Cho nên mọi người muốn đi gank hỗ trợ team thì cần phải farm lính trước và nhanh thì mới có thể đi gank được. Việc này cũng cần có SP hỗ trợ ở giai đoạn đầu rất lớn. Cách lấy lợi thế khi gặp Icky đó là cấu máu Icky. Thấy được Joker đi lẻ và AoE có ý định bắt lẻ nên Andy di chuyển xuống để hỗ trợ. Trong cái pha này AoE không hấp tấp đợi đồng đội một xíu là vừa có thể ăn được mạng và không mất mạng rồi. Sau đó quay trở về lên để đi lính. Mọi người để ý trong cái pha này, để ý sai của team bạn để biết cách trách bụi và chọn vị trí đứng cho an toàn. Chú ý số lượng team bạn hiện có trên bản đồ, đang di chuyển sang bụi phía phải, sau đó lại tiếp tục di chuyển sang bụi phía trái. Thấy cả team bạn hiện giỏ trên bản đồ trong bụi phía trái như thế thì mình nhanh chóng di chuyển sang bụi phía phải để trách và chiếm bụi. Chỉ cần di chuyển tốt, biết quan sát, biết tư duy thì việc đánh team không hề quá khó với Veza. Thế trận dần thay đổi khi team bạn lên 4 đồ kháng phép, từ trận đấu 3 có trở thành trận đấu 3-0, mất dần tất cả. Sau pha này lính đang lên mà mất đi chủ lực khó càng thêm khó. Cảm giác bất lực đang ùa về nhưng vẫn may mắn thủ nhà lần một thành công. Eternity, just a series. Điều quan trọng bây giờ là cố gắng thủ nhà deep lính, nhưng team cứ mở combat, mỗi lần mở là mỗi lần thua, cứ thế mà áp lực nhân đôi. Chút may mắn cuối cùng nên biết tận dụng.
dụng mọi cơ hội có thể. Violet đang bị tách lẻ, đây là cơ hội ngàn vàng để lật kèo. Cảm ơn mọi người đã xem, ai chưa follow tặng mình một follow nhé, cảm ơn ạ.